Đấy các bạn thấy không? Mẻ giá sau 4 ngày thôi mà nhìn ngon chưa? Mập này, thân trắng phau này, giá không bị tím đầu này, không có rễ luôn các bạn này. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để chia sẻ với các bạn thêm một cách nữa, đó là làm giá đỗ tại nhà mà không cần tưới nước các bạn nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn và các bạn hãy cùng xem clip của mình ngày hôm nay. Còn đây là thành quả làm giá của mình sau 4 ngày này các bạn này. Giá mình làm tại nhà này, thân rất là mập này, trắng này, ít rễ này, không bị tím đầu này. Các bạn nhìn thấy không? Giá rất là ngon. Đây là mẻ giá sau 4 ngày làm của mình. Mình làm như này là không cần tưới nước các bạn nhé. Thân này, mập này, trắng này, ít rễ này, đặc biệt là không cần tưới nước. Rất thích hợp cho các bạn nào mà chúng ta không có nhiều thời gian ở nhà mà thích làm giá đỗ. Thì các bạn hãy cùng xem clip của mình ngày hôm nay nhé. Lưu ý là hãy xem hết clip nhé. Trong clip này mình sẽ chia sẻ rất là rõ. Nên là nhiều khi các bạn cũng hỏi mình là vì sao mà mình cũng làm theo cách của bạn mà mình lại không thành công ấy. Thì các bạn có thể các bạn không xem kỹ clip của mình nên là các bạn làm thiếu hay là sót một công đoạn nào đó. Nên là giá các bạn làm nó không thành công. Nên các bạn hãy cùng xem clip của mình ngày hôm nay nhé. Đây là nguyên liệu mình làm giá ngày hôm nay. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, khi các bạn chọn đỗ để chúng ta làm giá nhé, chúng ta hãy tìm mua những hạt xanh tròn đều như thế này thì khả năng lẩy mầm nó sẽ rất là nhanh và làm giá rất là đẹp các bạn nhé. Và đây là hai loại đỗ mà mình có so sánh cho các bạn này. Đây là loại đỗ mà mình mua ngoài chợ, còn đây là loại đỗ mà bác mình có cho ở quê. Mình nghĩ nó là hai loại giống đỗ khác nhau. Nên là khi các bạn tìm mua hạt đỗ ấy, thứ nhất là các bạn có thể kiểm tra bằng cách chúng ta cầm hạt đỗ chúng ta cắn lên miệng. Nếu mà nó cắn mà dễ, nó mềm ấy, thì khả năng lẩy mầm rất là nhanh. Còn nếu mà hạt đỗ mà các bạn cắn thử ấy mà nó cứng ấy thì khả năng lẩy mầm rất là chậm nhá. Nên là các bạn hãy tìm mua những hạt đỗ mà nó xanh nhạt như này này, mà nó tròn đều như này này, mà cắn vào miệng ấy nó mềm ấy thì có nghĩa là lẩy mầm rất là nhanh mà làm giá rất là đẹp nhá. Đây là hai loại đỗ mình có so sánh cho các bạn xem. Và mình nghĩ là cái loại đỗ mà nó cứng ấy, các bạn cắn mà cứng ấy là do họ phơi nắng quá lâu nên là nó khả năng lẩy mầm nó sẽ rất là lâu. Làm cũng được thôi nhưng mà mình nghĩ là thứ nhất là giá không đẹp này, thứ hai là giá ngâm nó lẩy mầm rất là lâu các bạn ạ. Nên là các bạn hãy tìm mua loại đỗ như thế này nhé. Các bạn có thể mua ở chợ hay nó mua ở siêu thị hay mua ở đâu cũng được, nhưng mà nên mua loại hạt đỗ phơi nắng nhé, đừng mua loại hạt đỗ sấy máy. Nếu các bạn mua phải là hạt đỗ mà sấy máy ấy, thì là nó không lẩy mầm đâu. Nên là các bạn lưu ý nhé. Đây mình có thể để hai loại đỗ cho các bạn ví sánh cho các bạn nhìn này. Đấy, mình nghĩ là cái loại đỗ này nhà bác mình trồng, bác mình phơi nắng nó hơi lâu nên khả năng lẩy mầm của nó hơi chậm. Còn cái loại đỗ này này, nhìn thấy không? Khác hẳn luôn. Loại đỗ này làm giá lên rất đẹp và lẩy mầm cũng nhanh nữa. Mình sẽ làm khoảng nửa lon bắt con ăn cơm như thế này các bạn nhé. Một nửa lon như thế này thôi nhưng mà làm sẽ ra được khoảng cân giá đấy các bạn. Nên là mình làm một nửa lon như này thôi nhé. Rồi mình đổ vào đây. Mình sẽ rửa qua. Đầu tiên thì chúng ta hãy vò tay thật là mạnh này. Để như này này, thứ nhất là sạch những cái bụi bẩn nó bám ở hạt đỗ. Và thứ hai, nếu mà có những cái bảo quản hay là hóa chất gì thì nó cũng sạch các bạn nhé. Nó bớt được phần nào. Và thứ ba nữa, khi các bạn vò mạnh như này này thì hạt đỗ chúng ta lẩy mầm rất là nhanh. Đây các bạn thấy này, sau khi mình vò một lúc này, hạt nó đục đục như này này. Đấy, và chúng ta đổ nước này đi. Rồi, các bạn để ngâm như này. Các bạn có thể dùng bằng nước ấm cũng được nhé. Nếu mà ngâm theo nước ấm thì các bạn ngâm theo tỷ lệ 7 lạnh 3 sôi. Như thế thì nó sẽ kích thích lẩy mầm nhanh hơn. Còn nếu bạn ngâm nước lạnh như mình như thế này thì nó kích thích lẩy mầm sẽ chậm hơn một chút nhé. Nên là các bạn có tùy các bạn lựa chọn. Mình thì thường ngâm bằng nước lạnh, mình ngâm qua đêm. Và nó cũng tùy theo thời tiết nữa. Ví dụ như là mùa đông thì sẽ ngâm lâu hơn mùa hè. Mình có thể dao động ngâm từ 8 cho đến 24 tiếng. Bây giờ mình sẽ để ở đây. Và đây là hạt đỗ sau khi mình ngâm 24 tiếng này các bạn này. Bình thường ấy, vào mùa hè mình chỉ ngâm khoảng 12 tiếng thôi. Nó đã nứt như thế này rồi. Nhưng mà mình làm giá đợt này là đã sang thu rồi. Trời mấy hôm nay khá là lạnh. Nên là các bạn thấy này, tỷ lệ đẩy mầm nó chậm hơn này. Mình ngâm sau 24 tiếng mà nó mới được như thế này. Đấy, nên là các bạn có thể ngâm tùy, ngâm 8 trên 24 tiếng nhé. Làm sao mà nó nứt mầm như này được. Thì khả năng là mầm giá chúng ta nó sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ rửa qua thì các bạn thấy này, sau 24 tiếng này, nước mầm nó đã ngả màu này. Và cái nước mầm này để tưới cây rất là tốt nhé, các bạn phải tận dụng để tưới cây nhé. Nhà mình có trồng rau ngoài ban công nên mình sẽ giữ cái nước này lại để tưới cây các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không, mình ngâm có nửa non mắt con thôi mà nó lở rất là nhiều này.
Và các bạn phải rửa qua đấy nhá, tại vì ngâm sau 24 tiếng ấy, nước nó đục màu như này mà các bạn không rửa ấy thì làm giá nó sẽ bị úng và dễ thối các bạn nhá. Nên là các bạn nên rửa qua đi. Nước đỗ này tưới cây rất là tốt đấy các bạn, nên các bạn đừng đổ đi nhé, rất là tốt cho cây trồng. Hoặc là các bạn ở nhà mà các bạn trồng cây cảnh ấy, chúng ta có thể tưới nước này vào cây cảnh cũng được nhé, nó rất là tốt. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta làm giá đỗ ở trong cái khay nhựa như thế này. Các bạn có thể tận dụng cái hộp nhựa hay là cái song hay cái lồi đều ok các bạn nhé. Đây mình sẽ trồng trong cái khay như thế này. Hai cách ngày hôm nay mình cũng không tưới nước. Từ hồi mình làm giá đến giờ thì mình rất thích cái cách làm giá không tưới nước các bạn ạ. Tại vì làm giá không tưới nước rất đơn giản và rất thích hợp cho các bạn nào bận rộn không thời gian ở nhà để tưới nước mà giá vẫn mập, vẫn đẹp. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta làm giá không tưới nước làm sao mà giá vẫn mập, vẫn đẹp các bạn nhé. Để các bạn không thời gian ở nhà cũng có thể làm giá được. Và làm theo cách này chúng ta cần phải một lượng khăn rất là dày. Và đặc biệt là cần là phải khăn cốt tông, vải cốt tông. Sẽ gấp lại như này. Sẽ đổ nước. Cách này không tưới nước nên là các bạn phải để khăn chúng ta nó sẫm sẫm nước một chút nhá. Như thế này thì nó khi mà cái giá nó mọc rễ ra ấy, nó sẽ hút nước lên để nó phát triển cho cây. Nhưng cũng không để đến sũng quá nhá, sũng quá thì nó dễ bị úng. Rồi mình sẽ trải một lớp khăn nữa lên trên. Đây các bạn làm sao này, ấn vào này, nó sũng nước như này là được nhá. Đừng để sũng hơn, nếu sũng hơn thì giá chúng ta sẽ bị úng. Còn nếu ít nước hơn thì nó sẽ không đủ nước cho giá chúng ta phát triển. Làm sao mà tất cả các hạt đỗ nó tiếp xúc được với khăn, như thế thì giá chúng ta nó sẽ lên nhá. Còn nếu mà các bạn mà hạt đỗ nó không tiếp xúc với khăn ấy thì nó sẽ không nảy mầm đâu. Cái chỗ này các bạn nên ngấm cho nó có nước này. Mình quên mất cái khăn này, các bạn phải dúng qua nước ướt đi. Mình lại quên không dúng. Nên là các bạn phải làm sao cho cái này nó đều ẩm hết nhá, để nó không thích nên nảy mầm nhé. Các bạn lưu ý giúp mình nhá, nên cập vuông góc như thế này để cho khi mà giá chúng ta mọc lên ấy, nó sẽ không nhìn thấy ánh sáng thì nó sẽ không bị tím đầu các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ lấy thêm một khăn nữa, mình sẽ xả nước. Và nếu mà các bạn đã từng xem clip trước của mình thì mình cũng đã nói rồi là cái khăn này này mình mua nhé, nó là khăn ni lông. Mình đặt trên Shopee với giá có 8.000 một cái thôi. Và nếu các bạn mua phải cái loại khăn như thế này thì chúng ta hãy giặt đi. Khi nào mà khăn nó thật là sơ như thế này thì chúng ta mới làm giá được nhé. Còn nếu mà các bạn mua phải khăn ni lông mà chúng ta làm luôn ấy thì thứ nhất là cái khăn này nó sẽ không hút được nước, nó sẽ đọng nước lại ấy, và làm cho giá chúng ta dễ bị úng. Các bạn phải giặt nó sơ như này cho mình nhé thì chúng ta mới làm giá được. Và các bạn làm giá ưu tiên nếu các bạn nên chọn là vải cốt tông hoặc là vải len, nó có thể hút nước được ấy, giữ ẩm được ấy. Như này này, mình để các mép che lại như này này để khi giá chúng ta mọc lên ấy nó sẽ không nhìn thấy ánh sáng thì nó sẽ không bị tím đầu. Và vì sao mà chúng ta làm giá không nên để giá tím đầu? Tím đầu ấy thì ăn nó sẽ bị đắng các bạn nhé. Xong mình để lên trên lớp giá như này này thì nó có độ nặng này, thì giá chúng ta mọc lên nó rất là mập. Và nếu mà giá chúng ta nó không có độ nặng để đè lên ấy thì nó mọc lên nó rất là gầy giá các bạn nhé. Giờ bắt đầu mình sẽ lấy một cái tay khăn hoặc là các bạn lấy cái túi bóng như mình thế này chùm lên để nó có bóng tối kích thích nó lên mầm. Các bạn có thể dùng tấm khăn tối màu cũng được, hoặc là dùng túi bóng ni lông như mình như thế này cũng được các bạn nhé. Và các bạn lưu ý giúp mình khi mà các bạn đậy lại này, thứ nhất thì các bạn nên phải có lỗ hở để cho giá chúng ta nó thoáng thì nó sẽ không bị bí, nó không bị thối. Và thứ hai là nên để cái chỗ nào nó mát trời và chỗ tối, bóng tối càng tốt. Nhưng mà không nên để chỗ nào nó nóng quá các bạn nhé. Nóng quá thì giá của chúng ta nó dễ bị úng và dễ bị thối. Rồi, và các bạn cùng chờ đợi kết quả, mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Ơi các bạn ơi, thành phẩm làm giá của mình sau 4 ngày này, nhìn đẹp chưa? Giá rất là mập này, trắng phau này. Bình thường ấy, mùa hè ấy, thì mình làm chỉ khoảng 3 ngày là được mẻ giá rồi các bạn nhé. Nhưng mà do đây là vào sang thu, mấy hôm nay trời rất là lạnh các bạn, nên là mình để giá thành 4 ngày. Chứ còn bình thường là 3 ngày nó phát triển như này rồi các bạn ạ. Thấy không? Mẻ giá sau 4 ngày thôi mà nhìn ngon chưa? Mập này, thân trắng phau này, giá không bị tím đầu này. Không có rễ luôn các bạn này, nhìn không hề có rễ nhá. Sau 4 ngày đã được mẻ giá rồi. Nên là làm cách này rất đơn giản thôi. Các bạn bận đi làm cũng được, cũng có thể làm giá được các bạn nhé. Nhìn rất là ngon luôn đấy, mẻ giá thực sự là rất thích luôn đấy. Thân rất là mập này, trắng phau này, không bị tím đầu này. Nhìn ngon quá, nhìn thích quá các bạn ạ. Giá mà bị tím đầu ấy, ăn nó sẽ bị đắng các bạn nhé. Nhưng mà giá mà các bạn mà làm không bị tím đầu ấy
thì nó không bị đắng. Với các bạn làm tại nhà thì chúng ta đừng mở ra xem nhé. Thì các bạn làm cái khoảng mùa hè thì khoảng 2 ngày là các bạn mở ra kiểm tra xem nó phát triển như thế nào rồi để chúng ta thu hoạch nó không bị lớn quá. Còn mùa đông thì mình nghĩ là các bạn khoảng 3 ngày thì các bạn mở ra các bạn kiểm tra xem nó phát triển như thế nào nhé. Mẻ giá trắng phau luôn, nhìn thích. Mà các bạn làm giá nó mập như này này, xào nó sẽ không bị ra nhiều nước các bạn nhé. Chúng ta tập làm giá ở nhà đi, rất đơn giản thôi. Mình không hiểu làm sao chứ các bạn cứ làm theo đúng cách của mình này. Các bạn cứ xem kỹ cái lúc ban đầu mình làm giá ấy, cái cách mình hướng dẫn ấy, các bạn cứ làm đúng thao tác của mình ấy thì giá các bạn làm đảm bảo 100% thành công luôn. Giá ở nhà đi ăn rất là ngon, tại vì giá ở bên ngoài các bạn mua ấy, người ta sẽ ngâm hóa chất để bảo quản. Nhiều khi người ta bán không hết ấy, người ta có cái hóa chất để bảo quản để giá nó giữ được lâu này. Rồi mà các bạn mua thử giá ở bên ngoài đi, cái giá bên ngoài ấy xào nó ra rất nhiều nước các bạn ạ. Nhưng mà giá các bạn tự làm này, xào ra rất ít nước vì nó không có hóa chất. Nhìn này, mẻ giá ngon chưa? Trắng phau luôn, nhìn thích nhỉ. Đây, thành quả làm giá 4 ngày của mình, trắng phau luôn. Các bạn nào thích ăn dài hơn thì các bạn có thể để thêm nửa ngày nữa chúng ta thu hoạch cũng được nhá. Đây các bạn thấy này. Lúc chiều nhá, mình còn đổ thêm một chút nước vào rồi đấy. Mà các bạn nhìn này, hôm mình làm nhá, giá rất sũng nước nhá. Bây giờ này, khô này, đây. Còn bóc ra có tí nước đây này. Là do là mình lúc chiều mình vừa đổ thêm nước vào đấy. Không có dễ luôn, thích nhở. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chúc các bạn làm giá đỗ ở nhà thành công. Nếu các bạn làm giá xong mà chưa ăn luôn thì các bạn có thể để vào hộp nhựa, chúng ta cho vào ngăn mát, chúng ta hay bảo quản trong vòng 1 tuần. Và chúng ta lưu ý là nếu chúng ta chưa ăn thì chúng ta đừng nên rửa nhé. Nếu các bạn rửa ấy, thì chúng ta chỉ ăn trong vòng 3 ngày thôi, mà để lâu thì giá sẽ úng bị thối. Nên là các bạn đừng rửa vội, khi nào ăn thì chúng ta hãy rửa nhé. Chúc các bạn làm giá ở nhà thành công. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.